thành danh, ông thầm cưới vợ 8 tuổi, đẻ 4 con, xây dựng biệt thự 22 tỷ. Ở tuổi 41, ca sĩ Quách Thành Danh đang có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang khiến nhiều người phải ao ước. Ca sĩ Quách Thành Danh tên thật là Văn Thanh Tùng, anh sinh năm 1977 và là một giọng ca được đông đảo khán giả yêu thích với hit Tôi Là Tôi. Dù là vài năm trở lại đây, Quách Thành Danh không đẩy mạnh tên tuổi bằng những sản phẩm âm nhạc hoành tráng, song anh vẫn xuất hiện đều đặn ở các chương trình biểu diễn trong và ngoài nước. Ở độ tuổi 41, Quách Thành Danh đang có cuộc sống ấm êm bên người vợ âm thầm kết hôn nhiều năm cùng cơ ngơi giàu có ở cả Việt Nam và Mỹ. Âm thầm kết hôn với vợ kém 8 tuổi từ năm 2010. Trong làng giải trí, Quách Thành Danh là nghệ sĩ khá kín tiếng chuyện cá nhân. Phải vài năm trở lại đây, anh mới thoải mái công khai việc đã có vợ con. Nam ca sĩ chia sẻ rằng, thời nổi tiếng nhất, anh không bận tâm đến chuyện sẽ lập gia đình vì muốn tập trung thời gian để làm việc, phát triển sự nghiệp. Nhưng khi gặp được cô gái xinh đẹp, tâm lý trong một lần hợp tác, thực hiện music video, Quách Thành Danh bị trúng tiếng sét ái tình và cả hai âm thầm hẹn hò. Nói về mối quan hệ giấu kín này, nam ca sĩ cho biết bà xã là người chủ động tán tỉnh anh. Dù trên đến 8 tuổi, nhưng cả hai đều khá tâm đầu ý hợp trong cả công việc lẫn cuộc sống. Từ khi về chung một nhà, bà xã vẫn tạo mọi điều kiện để Quách Thành Danh theo đuổi đam mê. Mỗi lần trả lời phỏng vấn báo giới, Quách Thành Danh luôn dành những lời khen có cánh cho vợ. Ông bố 4 con ở tuổi ngoài tứ tần. Sau nhiều năm xây dựng tổ ấm riêng, Quách Thành Danh đã là ông bố 4 con với đủ nếp đủ tẻ. Về việc sinh con nhiều hơn so với các gia đình khác trong showbiz Việt, Quách Thành Danh bật mí anh là người rất thích trẻ con, thậm chí từng có ý định sinh các bé ở mái ấm thiện nguyện về nhà chăm sóc. Ngoài lý do trên, Quách Thành Danh còn đề cao quan điểm có nhiều con là có nhiều phúc. Sở thích của Quách Thành Danh là được sự tán thành ủng hộ từ phía bà xã. Dù rất lo lắng vợ sẽ vất vả, đau đớn khi mang bầu, nhưng cuối cùng cả hai vẫn quyết có 4 đứa con cho vui cửa vui nhà. Từ ngày làm bố, Quách Thành Danh thừa nhận mình đã trở thành người đàn ông chững chạc, sâu sắc và sống có trách nhiệm hơn xưa. Sự khôn lớn, ngoan ngoãn của đứa con cũng là động lực để anh nỗ lực hơn nữa trong công việc. Sở hữu nhà riêng siêu sang ở Mỹ, biệt thự 22 tỷ ở Việt Nam. Ngoài tổ ấm hạnh phúc, Quách Thành Danh còn đang sở hữu khối tài sản khiến nhiều đồng nghiệp phải ao ước. Có thể khẳng định, ca sĩ gốc thành phố Hồ Chí Minh chính là một đại gia ngầm khi sở hữu nhà lầu xe hơi cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Được biết, do người thân đều định cư ở Mỹ lâu năm nên Quách Thành Danh thường xuyên sang thị trường hải ngoại để hát và tiện thể chăm nom gia đình. Để thuận lợi cho việc ăn ở, đi lại, năm 2010, Quách Thành Danh quyết định mua nhà ở thành phố Austin thuộc bang Texas, khu vực có nhiều khu công ty và trường học. Diện tích ngôi nhà lên tới 1.000m² với 5 phòng ngủ, 2 phòng chứa đồ, thực phẩm và các thiết bị sinh hoạt. Bên cạnh việc sắm sửa các tiện nghi hiện đại và cần thiết nhất, nam ca sĩ còn mua thêm một chiếc xe hơi Lexus để mua sắm và đến các điểm diễn. Tại Việt Nam, Quách Thành Danh vừa hoàn thiện xong một căn biệt thự rộng 550m², được thiết kế đầy sang trọng và hiện đại, có tổng giá trị lên đến 22 tỷ đồng. Theo thông tin bên lề, đây không phải là căn hộ duy nhất của Quách Thành Danh ở thành phố Hồ Chí Minh.